Hello, trước khi vào video chính ngày hôm nay, tôi muốn gạ kèo các ông sang subscribe chết bỏ cái kênh mới mà tôi mới lập có tên là TLSQ. Nội dung toàn về mấy kiến thức mới lạ chả ai rõ. Editor chỉ biết dùng animation hay footage Full HD, content viết thì láo, nhưng được cái hay, nên ông nào thích thì xem, không thích thì tắt, nhưng mà hôm sau vào xem nhé. Thấu hiểu anh em đều phải đóng tiền mạng cả tháng, nên TLSQ của tôi sẽ làm video tần suất hàng tuần thay vì hàng năm. Nghe thấy tín chưa nào? Tín rồi thì còn chờ gì nữa? Các ông hãy vô link dưới video và bấm rụng tay nút subscribe để không phí tiền mạng cho tôi. Có hai kiểu trẻ hư trên đời. Kiểu thứ nhất là những đứa trẻ không chịu vâng lời dạy dỗ mà làm điều xấu. Kiểu thứ hai là những đứa trẻ làm điều xấu bởi chúng vâng lời. Nếu như Severus Snape được cô Rowling xây dựng như một hiện thân cho sức mạnh cảm hóa của tình yêu, thì lại có những đứa trẻ trong truyện trở thành minh chứng cho việc con người sẽ trở nên tệ biết bao khi ta không được yêu thương đúng cách. Chào mừng quay trở lại với Tentacles. Và sau đây, hãy đến với nhân vật được các bạn yêu cầu nhiều nhất trong các cuộc thảo luận trên kênh. Draco Malfoy, kẻ cô đơn giữa vòng xoay thiện ác. I think I can tell the wrong sort for myself, thanks. Draco Lucius Malfoy, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1980, là con trai duy nhất của Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy, một trong những gia đình thuần huyết quyền quý nhất giới phù thủy. Giống như phần lớn các nhân vật khác của mình, cô Rowling luôn cài cắm cá tính mỗi nhân vật vào chính cái tên của họ. Và chúng ta có Malfoy, một từ trong tiếng Pháp cổ mang ý nghĩa kẻ hai mặt. Gia tộc này từ thời ông Tổ đã có tiếng là nhiều mưu mô, biết luồn lách và sẵn sàng làm mọi thứ để thu về tiền tài danh vọng. Đến trước khi có định luật bảo mật phù thủy ra đời, gia tộc Malfoy đã trở thành một trong những dòng họ danh giá nhất không chỉ trong giới phù thủy mà còn có chỗ đứng cùng quan hệ đáng kể với giới thượng lưu Muggle. Quay trở lại với Draco Malfoy, cậu bé sinh ra như một vương tử ngậm thìa vàng, có mọi thứ trong tay. Lớn lên trong biệt phủ sang trọng lộng lẫy, thường xuyên được hưởng nhiều biệt đãi. Khách ghé thăm hàng ngày là các doanh nhân thành đạt, quan chức có tiếng tăm. Hay cuối tuần thường xuyên được bám càng bố đi cà phê cà pháo với bộ trưởng bộ pháp thuật. Như cụ Dumbledore từng nói, sống trong sự o bế và tung hô của hàng tá kẻ xung quanh sẽ là thảm họa cho sự trưởng thành của một đứa trẻ. Ở trường hợp của Draco, thì câu chuyện phải nói là đại họa, bởi cậu còn được nuôi nấng dạy dỗ bởi những phụ huynh cực phẩm. Bố cậu, ông Lucius Malfoy, là một phù thủy theo trường phái thuần chủng thượng đẳng cực đoan. Cùng với đó, tư tưởng phân biệt giai cấp của ông còn sáng chói như bộ tóc bạch kim của ông ta vậy. Quan điểm của Lucius là thứ gì không giải quyết được bằng tiền thì dùng rất nhiều tiền, quan hệ và cả uy hiếp. Kết quả là Lucius Malfoy coi rẻ Muggle, những phù thủy gốc Muggle, những gia đình kết hôn không thuần huyết, những gia đình nghèo khó hơn nhà ông ta và cả những sinh vật có phép thuật khác như yêu tinh hay gia tinh. Ông ta dùng mớ định kiến đó xây dựng nên toàn bộ thế giới quan cho cậu con trai. Vợ ông, bà Narcissa Malfoy, mẹ Draco, không được miêu tả nhiều trên phim và trong truyện, nhưng từ những chi tiết ít ỏi, ta có thể hình dung người phụ nữ này khá thâm trầm, thông minh và rất yêu con. Cô Rowling từng nói, Narcissa từng là một trong số ít người thuộc Slytherin mà phản đối việc khinh khi dòng máu lai. Bà trở thành tử thần thực tử chủ yếu vì chồng mình và em gái, Bellatrix Black. Draco Malfoy được miêu tả trong truyện là một thằng bé có gương mặt nhọn và nhợt nhạt, tóc bạch kim bóng lưỡng được trải ra sau đầy kiêu hãnh. Draco là một kẻ kiêu ngạo, cậu tin rằng cậu vượt trội hơn tất cả mọi người vì dòng máu thuần khiết của gia đình mình cũng như địa vị và sự giàu có. Tính cách của cậu được miêu tả rõ nét hơn trong những năm học tại trường Hogwarts. Dù luôn được biết đến là những kỳ phùng địch thủ, nhưng người bạn học đầu tiên mà Harry Potter gặp trong cả bộ truyện chính là Draco Malfoy, chứ không phải là Ron hay là Hermione. Cả hai gặp nhau trong tiệm trang phục cho mọi dịp của phu nhân Mankin. Vừa gặp, cậu bé đầu bạc liến thoắn với Harry về sự tầm thường của lũ phù thủy gốc Muggle, về bác Hagrid, về những cưng nựng yêu chiều nó được hưởng hàng ngày từ cha mẹ. Thằng bé giống như ông anh họ Dursley phiên bản pháp thuật của Harry vậy, và chẳng cần chờ đợi lâu la. Đến lần gặp thứ hai, khi Harry bênh vực Ron, từ chối cái bắt tay kết bạn của Malfoy, mối thâm thù hiềm khích của hai thằng bé đã được thành hình. Giống với người cha của mình, Draco là một kẻ kỳ thị. Cậu gọi Hermione là máu bùn không dưới hai lần trong cả bộ truyện. Cậu khinh miệt gia đình Weasley vì sự nghèo mạt rệp của họ và nhấn mạnh điều đó bất cứ khi nào có thể. Dù không có bằng chứng cụ thể nào được đề cập trong truyện, nhưng với những gì Dobby miêu tả về cuộc sống của nó ở biệt phủ Malfoy, thì chúng ta có thể hiểu với nhau rằng Draco đối xử với Dobby không khá hơn sự tàn tệ ông Lucius dành cho con gia tinh là mấy.
chính thói khinh khi và cợt nhả của mình khi xem thường sự kiêu ngạo của một con bằng mã mà Draco đã bị Buckbeak sút cho một cú không thương tiếc, gãy cả tay. Bỏ qua tư tưởng thượng đẳng thì Draco Malfoy là một Slytherin điển hình bởi sự danh mãnh của thằng bé. Ngay từ tập 1, Draco đã chơi Harry một vú đau khi kích tướng thằng bé đầu sẹo về việc hẹn đấu tay đôi giữa đêm, rồi cuối cùng hí hửng sủi kèo và còn phím cho thầy giám thị Flitch làm đám Harry chạy xù lông vào gâu. Draco cũng là người bắn tin cho bà liều báo Rika Skeeter về những chùm tin lá cải về Harry, Hermione và cả bác Hagrid vào năm 4 trong cuộc thi tam pháp thuật. Nếu như trong phim, tần suất xuất hiện của Draco có bị giảm lược đi ít nhiều, thì trong truyện, thanh niên Bạch Kim còn ghi dấu ấn với những màn xéo sắc khá độc quyền, kiểu như thế này. Training for the ballet, Potter. Oh, you're gonna regret this. Class dismissed. You and your bloody chicken. Why are you wearing glasses? Reading. Reading? Mm-hmm. I didn't know you could read. Người ta có thể nói Draco đối xử không ra gì với những người bạn hay tính cách ngạo mạn khó ưa do lối giáo dục sai lầm của gia đình. Nhưng có một điều xấu xí của cậu bé mà chẳng có gì có thể biện hộ được là khi cậu lôi việc Harry mồ côi ra để đay nghiến quá nhiều lần. Dù rằng lần đầu tiên, khi hai thằng nhỏ chưa biết nhau là ai và khi Harry nói rằng ba mẹ nó đã mất cả rồi, Malfoy cũng khá tử tế mà nói, thật đáng thương. Một lần nữa, cô Rowling khiến chúng ta nhận ra sự ghen tị có thể thay đổi người ta như thế nào. Nếu bạn hỏi, Draco Malfoy có phải một đứa trẻ hư không? Câu trả lời, đáng tiếc là có. Mình biết, từng có một cơ số người yêu thích và phát cuồng với cậu bé tóc bạch kim ở đây, đến mức nổ một cuộc khẩu chiến dữ dội trên các diễn đàn Potterhead về chủ đề Draco Malfoy và những điều chẳng ai để ý. Nhưng không gì có thể thay đổi sự thật rằng Draco là kiêu căng phách lối, khá hợm của, coi thường hết thảy bạn bè, kỳ thị chủng tộc, mưu mô và có chút nhai gan. Tất cả những điều đó đủ để mình nói rằng Draco Malfoy là một đứa trẻ xấu. Nhưng đó không phải là tất cả. Một điều chúng ta dễ dàng nhận ra là Draco Malfoy rất kính trọng cha mình. Cậu bé thậm chí thần tượng ông Lucius. Draco nhắc đi nhắc lại tới gần 20 lần cụm từ cha tao trong cả bộ truyện. Cũng dễ hiểu thôi. Khi cha bạn có một chân trong bộ pháp thuật, bạn bè thân thiết với hàng loạt tay to mặt lớn, là thành viên cộng cán trong hội đồng quản trị nhà trường, phẩy tay một cái cũng có được ghế VIP cả hàng xem chung kết cúp Quidditch trên thế giới, hay mua siêu chổi hiện đại nhất giới phù thủy theo lố cho cả team nhà bạn, thì thật khó để không thần tượng ông được. Đáng tiếc, những điều ông Lucius truyền lại cho cậu con phần nhiều là những điều độc hại. Ông Lucius và bà Narcissa cưng chiều Malfoy từ nhỏ, coi cậu như ông trời, khiến cậu bé trở nên bướng bỉnh, ưa khoe mẽ và gắt gỏng mỗi khi không được thỏa mãn mong muốn. Lucius yêu thích phép thuật hắc ám, nhưng không phải chỉ để nghiên cứu. Ông ta tỏ ra khoái chí, dùng chúng để tiêu khiển hay tra tấn. Ông cất giấu cả đống thứ đen tối như vậy ở biệt phủ của mình. Lucius còn là kẻ ham hư vinh cao độ. Khi nghe tin Harry trở thành tầm thủ trẻ nhất nhà Gryffindor, ông vung tiền mua mười mấy cây chổi đổi lại một vị trí tầm thủ cho cậu con trai. Ông tiêm nhiễm tư tưởng phù thủy cực đoan cho cậu bé bằng những màn mạt sát người khác trước mặt họ và cả khi ở nhà. Ông trang bị cho cậu con trai một sự huênh hoang về quyền lực gia đình mọi nơi mọi lúc. Ông đặt nhiều sức ép lên Draco. Đổi lại, cậu bé cũng khát khao làm thỏa mãn kỳ vọng của cha mình bằng cách luôn cố gắng chiếm bánh đèn sân khấu và luôn tìm kiếm sự hùa theo đồng tình của những người xung quanh mỗi khi cậu nói một điều gì đó. Một biểu hiện của những đứa trẻ cảm thấy thiếu an toàn. Ở năm học thứ tư, khi bị thầy mắt điên giả biến thành con trồn và hành hạ, Draco đã gào lên, sẽ về mách bố mình với chuyện đó. Rốt cuộc, cậu bé không bao giờ kể với bố mình. Có lẽ ở thời điểm đó, những áp lực ông Lucius dành cho cậu con trai, nhất là sau khi Harry Potter trở thành một trong bốn quán quân cuộc thi tam pháp thuật, đã lên cao đến mức ông không còn sót lại bao nhiêu sự bao dung với con trai của mình. Và Draco thì không muốn ông Lucius biết thêm một nỗi nhục nhã nào của cậu nữa. Cuối cùng, không thể không kể đến những đau khổ và dằn vặt Draco phải trải qua trong năm học thứ 6 nhờ việc cha mình chọn một kẻ sát nhân làm chủ. Nói cách khác, tính cách của Draco phần nhiều nằm ở phương cách giáo dục và truyền thống gia đình. Hay như mình đã đề cập ở phần đầu, Draco là một đứa trẻ xấu bởi nó biết vâng lời. Sau chuỗi ngày hiện lên với hình ảnh trẻ trâu không lối về,
Draco Malfoy được miêu tả có chiều sâu và nhiều nội tâm hơn từ phần 5 và đặc biệt là ở phần truyện thứ 6. Khác với đa số những đứa trẻ khác ở Hogwarts, đều không tin vào sự quay trở lại của chúa tể hắc ám sau cuộc đấu tam pháp thuật. Draco gần như tin ngay lời Harry sau khi thằng bé trở về ở cuối tập 4. Dù lúc đó chắc hẳn ông Lucius của cậu chưa kịp báo cho cậu con trai. Nhưng Draco vẫn khá thoải mái và thậm chí có đôi phần hí hửng khi mà viễn cảnh chúa tể hắc ám trở lại xảy ra và với tài bợ đỡ của cha nó thì vị thế nhà Malfoy chỉ có cao càng cao thêm mà thôi. Đáng tiếc, đời không như là mơ. Sau thất bại của ông bố Lucius Malfoy khi không thể mang được lời tiên tri từ bộ pháp thuật về cho Voldemort, Draco bị chúa tể giao nhiệm vụ mở đường cho đám tử thần thực tử thâm nhập vào Hogwarts và trực tiếp ám sát Albus Dumbledore cùng với lời đe dọa. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chúa tể sẽ giết chết cả nhà cậu. Hành động đó, theo như lời thầy Snape, chỉ là một thú trừng phạt đầy tiêu khiển của kẻ mà ai cũng biết là không mũi để hành hạ tinh thần cả nhà Malfoy. Cả năm học thứ 6 với Malfoy là một thảm họa khi cậu thanh niên phải sống trong sự lo sợ nơm nớp rằng gia đình mình sẽ bị xử tử và rằng mình sẽ phải giết người. Sức ép khổng lồ khiến Draco thể hiện một sự căm hận cùng cực khi đập gãy mũi Harry lúc thằng bé rình rập trên tàu, quay ngoắt thái độ, trở nên thù địch với thầy Snape khi nghĩ rằng chính thầy là người đã chiếm vị trí của cha nó, và sụp đổ vì áp lực khi trốn trong nhà vệ sinh, khóc nức nở và tâm sự với Morning Myrtle. Draco trốn học thường xuyên, không còn đi với bất cứ người bạn nào và từ bỏ cả Quidditch, niềm mơ ước của nó. Ông đừng hòng đọc tâm trí của tôi! Draco hét lên với Snape như thế khi cậu thành công dùng bế quan bí thuật để ngăn Snape đọc tâm trí cậu. Đến đây, người đọc bỗng giật mình nhận ra, hình như chúng ta đã quên mất thằng bé Draco này cũng là một đứa trẻ tài năng. Phải rồi, Draco là đứa trẻ hiếm hoi trong trường, biết bay thành thạo từ trước khi học môn bay tại Hogwarts. Thằng bé có năng khiếu với môn độc dược, thể hiện khi nó có thể hầm hoàn hảo con sen trong buổi học độc dược đầu tiên, hay có thể đạt điểm ô môn này trong kỳ thi pháp thuật thượng đẳng. Draco biết kha khá bùa phép hắc ám, một trong số đó là bùa gọi rắn được cậu sử dụng trong cuộc đấu tay đôi năm 2 với Harry, hay thực hiện thành công bùa sửa chiếc tủ biến mất để đưa một tá tử thần thực tử vô trường. Thằng bé bùa độc đoán lên bà Rosmerda để đưa chai rượu độc cho thầy Slughorn và ếm Kitty Bell nhằm âm mưu đưa chiếc vòng cổ bị nguyền cho thầy hiệu trưởng. Draco Malfoy rõ ràng là một đứa trẻ thông minh và có óc suy đoán tốt, chỉ có điều sự thông minh ấy không được tận dụng đúng cách. Đến cuối cùng, khi thành công giải giới thầy Dumbledore, Malfoy đứng giữa bờ vực lựa chọn, ra tay giết thầy để cứu gia đình hay dừng lại. Và đúng như cụ Dumbledore đã nói, linh hồn thằng bé còn nguyên vẹn. Dù bị dồn đến đường cùng như một con thú bị thương, Draco đã không trở thành kẻ sát nhân. Draco Malfoy tiếp tục khiến người xem bất ngờ khi bao che cho nhóm Harry khỏi đám tử thần thực tử khi ở biệt phủ Malfoy. Có lẽ, sau gần đấy thời gian tiếp xúc với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, dù không xuất phát từ lương tri hay tính thiện, Draco cũng đủ hiểu Voldemort sẽ chẳng bao giờ là một chủ nhân tốt hay một lựa chọn an toàn cho cả nhà nó. Và bởi thế, lựa chọn tin rằng có lẽ Harry là kẻ được chọn thật đã khiến cho Draco cứu thằng bé mà nó rất mực căm ghét. Cũng có thể lúc đó, Draco chỉ đơn giản là không muốn thấy thêm vài ba mạng người nữa phải chết mà thôi. Sự kiện ở dinh thự Malfoy mang đến bước ngoặt mà không ai ngờ tới khi trong lúc ẩu đả, Harry đã cướp được đũa phép của Draco, đồng nghĩa với việc cây đũa phép cơm nguội đổi chủ, mấu chốt để Harry có thể kết liễu Voldemort sau này. Và có thể bạn không để ý, hai thằng bé khi đó đã đánh nhau bằng tay không. Harry giật lấy cây đũa từ tay Malfoy, chứ không bởi bất cứ một cú bùa phép nào. Rốt cục thì vận mệnh của thế giới pháp thuật đã được định đoạt bởi một màn đánh nhau rất con người như thế. Nhiều fan của Draco nhắc tới phân cảnh bị cắt khỏi phim với nhiều tiếc nuối. Đó là khi Draco chạy cắt mặt Voldemort trong trận chiến cuối cùng, ném đũa phép cho Harry để giành lấy một giây lợi thế cho nó. Tuy nhiên theo mình, hành động này phần nhiều không nhất quán với cá tính của Draco. Draco Malfoy là một đứa trẻ thông minh, biết tính toán và nhận thức được phải trái, nhưng thật khó có thể dùng từ dũng cảm để miêu tả cậu. Để Draco lập tức làm một hành động mang màu sắc anh hùng như vậy thì thật là vô lý. Hay nói cách khác, khi cả cô Rowling và đạo diễn đều thống nhất rằng phân cảnh 5 giây quan trọng đó không nên xuất hiện trong phim, thì hẳn là nó không phải là một cảnh phù hợp. Cuối cùng, sau tất cả, vẫn có thật nhiều khán giả yêu mến Draco Malfoy mà chẳng cần một màn tẩy trắng hay tô hồng nào cả.
Họ yêu thích một thằng bé hậm hĩnh, hoành hoang nhưng vẫn bắt chuyện và muốn kết bạn với đứa trẻ mồ côi lần đầu gặp mặt tại hẻm xéo. Họ yêu thích một thằng bé hèn nhát và yếu đuối nhưng sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ gia đình mình. Họ yêu thích một thằng bé kỳ thị sắc tộc, ưa bắt nạt nhưng biết quay đầu khi nhận ra sự tồi tệ của kẻ mình phục tùng. Và họ yêu thích một thằng bé dù luôn được vây quanh bởi một đám bạn xu xoe bợ đỡ nhưng vẫn có lúc tự ti và cô đơn thật nhiều. Họ yêu thích Draco Malfoy bất kể trong khuôn mặt nhọn với nước da nhợt nhạt như trong truyện hay dưới diện mạo đẹp trai đắm đuối của Tom Felton. Draco Malfoy là một đứa trẻ xấu với nhiều hành động xấu xí, nhưng cũng là một đứa trẻ không có quyền được lựa chọn. Và thật may, khi quyền chọn đặt vào tay cậu, cậu đã đi theo điều đúng đắn. Việc Scorpius Malfoy, con của Draco, đã trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu là minh chứng cho những thay đổi tích cực của Draco sau này. Bạn nghĩ sao về Draco Malfoy? Hãy comment ở dưới cho chúng mình biết nhé! Đừng quên subscribe Tentacles để cập nhật những video mới nhất, cũng như like, share video để ủng hộ chúng mình nha! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!